Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 131 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoàng Kỷ, tác giả Ngã Cật Tê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn cocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói, lúc trước Kỷ Linh dâng lên 7 đại pháp môn Phục Hy Thị, muốn sáng chế ra một trận pháp, bất quá lại nói trong vòng 10 năm sẽ sáng chế ra được. Còn một mực ngộ kiếm, ta cũng không muốn làm gián đoạn quá trình của con. Bồ Đề lấy ra một cuốn thẻ tre rồi lại tiếp tục nói: đây là trận pháp chuyên môn sáng tạo cho con, là một bộ phận trận pháp rất là thích hợp, con có thể cẩn thận mà tìm hiểu. Đó là... Kỷ Linh tung kính tiếp nhận, lại dùng tâm thức thẩm thấu vào bên trong để xem xét. Tin tức về trận pháp dũng mãnh tiến vào trong óc của Kỷ Linh. Đây là một bộ trận pháp so với hình thiên trận còn phức tạp huyền diệu hơn, là căn cứ và sự ảo diệu của thần thể La Hầu, một trong hỗn độn dị tộc mà cuối cùng mới sáng chế ra được. Một khi trận pháp hình thành thì sẽ hóa thân thành La Hầu. Trận pháp này cũng được gọi là La Hầu trận. Ở trong trận pháp cũng phân ra 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất cần thống lĩnh 6.000 thiên tiên, 36 vạn tán tiên bày trận. Chỉ cần tầng cảnh giới này cũng đã có thể so sánh với hình thiên thần mạnh nhất rồi, có thể miễn cưỡng bước vào cấp độ đạo tổ. Tầng thứ hai cần thống lĩnh 3 vạn thiên tiên, 210 vạn tán tiên để bày trận. Tầng cảnh giới này luận lực lượng thần thể có thể so sánh được với chân thần đạo tổ. Tầng thứ ba cần thống lĩnh 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên để bày trận. Tầng cảnh giới này luận về thần thể thậm chí so với chân thần đạo tổ bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như để Kỷ Linh thống lĩnh, bản thân Kỷ Linh ở trên cảnh giới đạo so với đám người chân thần đạo tổ sẽ có chênh lệch. Đại trận lợi hại sẽ đền bù sự yếu thế của Kỷ Linh ở phương diện đạo. Như vậy, Kỷ Linh đã có thể chính thức tiến hành chém giết sinh tử với chân thần đạo tổ mà không ở dưới thế hạ phong. Điều kiện tiên quyết là có thể thống lĩnh 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên. Việc này quá khó khăn. Chuyện này so với thống lĩnh hình thiên thần mạnh nhất còn khó hơn trăm lần. Coi như là đám người chân thần đạo tổ cũng không có mấy người có thể làm được. Không ngờ lại nhiều thiên tiên tán tiên đến như vậy. Kỷ Linh cũng có chút không rõ. Phải thống lĩnh còn có thể làm được không? Từ từ sẽ đến thôi. Bồ Đề nói. Đúng rồi, dưới trướng của con có lẽ cũng không có nhiều thiên tiên tán tiên đến như vậy. Kỷ Linh gật đầu. Phục Hy Thị sẽ giúp con sáng tạo ra đại trận này, đồng thời cũng đã sắp xếp cho con một chi quân đội tiên gia. Bồ Đề nói tiếp. Con có thể tiến về Đại Vũ Nhân Tộc Thế Giới, đi gặp Hữu Hùng Đạo Tổ. Phục Hy Thị đã thông báo qua cho Hữu Hùng Đạo Tổ. Còn đi tới gặp Hữu Hùng Đạo Tổ thì có thể trực tiếp xuất lĩnh một chi quân đoàn 9 vạn thiên tiên, còn có 800 vạn tán tiên. Ồ, Kỷ Linh có chút kinh hỉ. Phục Hy Thị ra tay quả thực quá bất phàm. Bất quá cũng đúng, dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ cũng đã có gần 100 vạn thiên tiên, vô số tán tiên. Coi như Xích Minh Đạo Tổ rất yếu, thế nhưng bản thân cũng là cấp độ ngũ đế nhân tộc, đại quân dưới trướng cũng có rất nhiều. Về phần Đại Vũ Nhân Tộc Thế Giới, đây chính là hang ổ của hoàng tộc thượng cổ. Đại Vũ là Hạ Vũ, cũng chính là lão tổ Hạ Thị. Thế giới của hắn cũng là nơi mà hoàng tộc thượng cổ chiếm giữ. Kỳ thực Đại Vũ Nhân Tộc Thế Giới căn bản chính là một siêu cấp quân doanh của hoàng tộc, thực lực cường đại tới mức đáng sợ. Phục Hy Thị tặng cho Kỷ Linh một chi quân đoàn này, đối với toàn bộ nhân tộc thượng cổ mà nói là chín châu mất một sợi lông. Đúng rồi, không phải con muốn đối phó với Vô Gian Môn hay sao? Bồ Đề nhìn Kỷ Linh nói. Sao lâu như vậy rồi mà không có động tĩnh gì vậy? Lần trước đệ tử đã đánh lén, hiện tại bên phía Vô Gian Môn cẩn thận từng ly từng tí một. Lúc đệ tử hành tẩu tam giới, tâm lực cũng đã dò xét qua, cho dù có đánh lén thì cũng rất khó có được thành quả gì quá lớn. Kỷ Linh nói. Đương nhiên trong lòng Kỷ Linh rất khát vọng động thủ, hắn cũng rất gấp. Thế nhưng hắn lại hiểu rõ, cho dù gấp cũng vô dụng. Vô Gian Môn là quái vật khổng lồ tới bậc nào đây, một khi hắn đi nhầm một bước, như vậy cũng sẽ phải trả một cái giá cực lớn, cực kỳ thảm trọng. Đúng vậy. Bồ Đề gật đầu nói. Coi như con cũng có chút tỉnh táo, từ từ rồi sẽ tới lúc đó. Muốn làm cho Vô Gian Môn cúi đầu không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải dụng tâm vào kiếm pháp của con, đặc biệt là ngũ bảo kiếm thuật kia. Nếu như con có thể luyện thành chọn ngũ bảo kiếm thuật,
Như vậy con đã có được truyền thừa của phù cư rồi. Phù cư kia thần thần bí bí, cũng không biết cuối cùng đã để lại những thứ gì. Chúng ta và Vô Gian Môn đã từng đi dò xét qua, thế nhưng lại không có cách nào đạt được tới tay. Xem ra vẫn phải luyện thành ngũ bảo kiếm thuật, đồng thời còn là thần ma luyện thể thì mới được. Kỳ Linh khẽ gật đầu, hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc phù cư đạo tổ đã để lại cái gì. Dù sao phù cư đạo tổ chết quá ly kỳ, mà trước khi chết cũng đã sắp xếp tất cả. Bồ đề rời đi, Kỳ Linh thì để cho Cửu Nha Thiên Thần về Trích Tinh đại thế giới trước, về sau một mình hắn tiến về phía hoàng tộc thượng cổ Đại Vũ nhân tộc thế giới. Vù vù, Kỳ Linh ngồi lên trên hư không chu, xuyên thẳng qua hư không hàng lâm xuống Đại Vũ nhân tộc thế giới. Hiện tại nếu như Kỳ Linh không dựa vào hư không chu, thậm chí cũng không có cách nào tiến hành chuyển rời không gian, bởi vì nguyên nhân tu luyện ngũ hành bảo kiếm thuật, cho nên hắn đã quên hết càn khôn đại đạo. Khí độ thật là lớn. Đứng ở trên đầu thuyền hư không chu, mắt nhìn về phía thế giới mênh mông bên dưới. Vừa mới nhìn qua, từng tòa thành thị phân tán ở trong thiên địa, có một ít thành thị thậm chí còn ở trên không trung. Những thành thị này đều có một lượng lớn nguyên khí thiên địa hội tụ, dùng mắt thường có thể thấy được một lượng lớn vòng xoáy nguyên khí thiên địa đang bao quanh từng tòa thành thị. Hiển nhiên tiên nhân ở trong những thành thị này có rất nhiều, làm cho bình thường thổ nạp nguyên khí thiên địa cũng sẽ tạo thành tình trạng vòng xoáy như vậy. Sau khi thượng cổ tan vỡ, hoàng tộc thượng cổ lập tức chuyển qua nơi này. Lần này hạo kiếp hàng lâm, nơi này càng tạo thành binh doanh cực lớn. Kỳ Linh có chút cảm khái. Ồ, hóa ra là Bắc Minh đạo hữu. Xa xa có một đạo thân ảnh xuyên qua hư không xuất hiện, chậm rãi bay về phía trước, là một nam tử khôi ngô, trên người mặc da thú, lồng ngực để trần. Những cường giả nhân tộc thượng cổ này lúc còn trẻ có thói quen ăn mặc như dã man, cho dù đã thành thần tiên thế nhưng vẫn ăn mặc như trước. Phục Khu Thiên Thần, xin bái kiến. Kỷ Linh cũng lên tiếng chào hỏi. Nơi này là hang ổ của hoàng tộc thượng cổ, cũng không thể xông loạn lung tung được. Kỷ Linh cũng chỉ xuyên thẳng qua hư không rồi đứng lại chờ đợi ở chỗ này mà thôi, bởi vì chỉ cần đi vào thì hoàng tộc thượng cổ bên kia sẽ lập tức biết được. Ta đã nhận được lệnh của Hữu Hùng đạo tổ. Bắc Minh đạo hữu à, đi thôi, theo ta đi gặp Hữu Hùng đạo tổ nào. Phục Khu Thiên Thần nói. Kỳ Linh gật đầu. Hữu Hùng đạo tổ, người này có địa vị khá cao ở trong nhân tộc, tuy rằng rất ít ra tay, thế nhưng hắn chính là một trong những tồn tại xưa nhất của nhân tộc thượng cổ. Lúc trước nữ hoa nương nương sáng tạo ra con người, Hữu Hùng đạo tổ là một trong những nhân tộc được một tay nữ hoa nương nương tạo ra. Bởi vì lúc ấy hắn sinh hoạt ở trong một nơi có một con gấu hoang dã, vì vậy mới được gọi là Hữu Hùng. Lúc trước nhân tộc quá yếu đuối, cho nên đặt tên chữ cũng rất là tùy ý. Khi đó bản thân Hữu Hùng đạo tổ còn là phàm nhân, cho nên hắn còn tạo ra một bộ lạc nho nhỏ thuộc về mình. Ở trong bộ lạc của Hữu Hùng đạo tổ thậm chí còn xuất hiện một vị hoàng đế rất là khó lường, là một trong ngũ đế nhân tộc. Hoàng đế xuất thân từ bộ lạc của Hữu Hùng, về sau quật khởi, thậm chí còn đã từng thống nhất nhân tộc. Hắn lên làm hoàng đế hiệu lệnh thiên hạ. Vèo vèo, cuồng phong gào thét không thôi, quân kỳ ở phía xa bay phần phật. Từng tòa thành thị phân tán ở các nơi, nên trong mỗi một tòa thành thị đều có đại quân tiên nhân, đại quân thần ma chiếm giữ. Đại quân này có một ít là từ thượng cổ sống đến bây giờ, còn một ít là từ trong rất nhiều đại thế giới di chuyển tới. Đại vũ nhân tộc thế giới này chẳng những có nhiều tiên ma, mà số lượng chân thần đạo tổ trường kỳ ở trong đại thế giới cũng có hơn 20 vị. Hữu Hùng đạo tổ là một trong số đó. Nơi này là nơi ở của Hữu Hùng đạo tổ, những quân đội này đều do Hữu Hùng đạo tổ thống lĩnh. Phục Khu Thiên Thần cười nói. Hữu Hùng đạo tổ ở ngay tòa thành lớn nhất kia. Dưới sự dẫn dắt của Phục Khu Thiên Thần, Kỳ Linh đã gặp vị tồn tại cổ xưa của nhân tộc Hữu Hùng đạo tổ này. Tuy rằng Hữu Hùng đạo tổ cũng là tồn tại cổ xưa như tọa nhân thị, địa vị cũng cao, thế nhưng hắn lại rất ít khi xuất hiện. Trong tam giới truyền bá uy danh của nhân tộc thượng cổ, uy danh của tam hoàng ngũ đế, rất nhiều thiên tiên thậm chí còn chưa từng nghe nói qua cái tên Hữu Hùng đạo tổ này. Đạo tổ, Kỳ Linh đã đến rồi. Phục Khu Thiên Thần cung kính nói. Kỳ Linh xin bái kiến đạo tổ. Kỳ Linh cũng cung kính nói. Đây là một cái đại điện phong cách cổ xưa cực lớn. Lúc này có một lão giả khôi ngô đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Hắn ăn mặc một tấm da thú đơn giản, râu tóc giống như cương châm dựng thẳng lên. Nhìn dung mạo của hắn hẳn là tính tình nóng nảy,
mà khi hắn mở mắt ra, ở trong đôi mắt ẩn chứa vĩnh hằng vô tận, thậm chí đập vào mặt là khí tức cổ xưa đã lâu, lại làm cho lòng Kỳ Linh không tự chủ được phải yên tĩnh trở lại. Hữu Hùng đạo tổ nhìn Kỳ Linh, ở trong đôi mắt của hắn có chút thâm ý. Tốt, tốt. Hữu Hùng đạo tổ cười nói. Nữ oa nương nương tạo ra con người, hắn là người được nữ oa tạo ra. Từ lúc nhân tộc nhỏ yếu nhất, từng bước một gian nan đi tới lúc này, đối mặt với một vãn bối nhân tộc kinh tài tuyệt diễm, tự nhiên trong lòng của hắn cũng muốn bảo vệ và che chở. Tuy rằng đây là lần thứ nhất Kỳ Linh gặp Hữu Hùng đạo tổ, trong lòng vẫn không khỏi sinh lòng tôn kính. Phục Khi đã nói với ta, đây là chuyện nhỏ, ta đã sắp xếp xong rồi. Hữu Hùng đạo tổ quan sát Kỳ Linh mỉm cười nói, trong nhân tộc ta hiếm khi có một người có thành công như vậy trên phương diện tâm lực. Người tu luyện chưa được trăm năm mà lại có thể đột phá tới tâm lực tầng thứ tư, nên cố gắng hơn nữa. Trước trận quyết chiến cuối cùng phải làm cho tâm lực đột phá đến tầng thứ năm. Như vậy cũng có thể khiến cho vạn tộc của tam giới nhìn một chút, ở trong nhân tộc chúng ta cũng có thể xuất hiện một người tâm lực đạt tới tầng thứ năm như ngươi. Kỳ Linh gật đầu. Được rồi, điều quan trọng nhất là phải có khí thế. Thất bại không sợ, không nản, chỉ sợ ngay cả một chút dũng khí cũng không có mà thôi. Hữu Hùng đạo tổ mỉm cười gật đầu, lại nói tiếp. Nắm chắc thời gian tu luyện, trước trận chiến cuối cùng có thể trở thành chân thần đạo tổ, đến lúc đó cũng có thể khiến cho thực lực bên chúng ta càng mạnh hơn nữa. Dạ vâng. Kỳ Linh không có chút khiêm tốn nào, trong lòng của hắn cũng đang khát vọng trở thành chân thần đạo tổ. Thiên thần chân tiên ở trong tam giới có rất nhiều, rất nhiều. Cần phải biết, lúc trước ở trong hỗn độn thai nghén ra thập đại tổ thần, 81 vị chân thần, 108,000 thiên thần, 108,000 vị. Tuy nói đã trải qua thời kỳ thượng cổ chém giết thời gian dài, khiến cho có rất nhiều người chết đi, trải qua cuộc chiến thượng cổ tan vỡ, đã khiến cho một nhóm lớn mất mạng. Thế nhưng dù sao vẫn còn có kẻ đến sau tu luyện được tới thiên thần chân tiên, lại tính cả một lượng lớn thiên thần chân tiên của trận doanh vô gian môn nữa. Thiên thần chân tiên ở trong tam giới cũng có rất nhiều, thêm một Kỳ Linh, ảnh hưởng đối với toàn bộ đại cục cũng quá mức nhỏ bé. Lực lượng của cá nhân ở trước mặt đại quân căn bản không đáng để nhắc tới, chỉ có trở thành chân thần đạo tổ thì mới có thể làm ảnh hưởng được tới chiến cuộc cuối cùng mà thôi. Sư phụ. Bên ngoài có một nam tử thấp bé, cường tráng, vai vác cự phủ đi tới. Loa tàu ư? Hữu Hùng đạo tổ nói. Giao cho Kỳ Linh đi. Nam tử thấp bé này nhìn về phía Kỳ Linh, trong tay lập tức xuất hiện một thành thị. Hắn đưa tòa thành thị nhỏ bé này cho Kỳ Linh nói. Bác Minh, nghe nói ngươi giỏi về thống binh, cũng đừng phụ lòng những tiên nhân này. Loa tàu thiên thần, xin cứ việc yên tâm. Kỳ Linh nói. Nhân tộc ở trong thượng cổ từ vị trí yếu đuối không ngừng mà quật khởi, bởi vì lúc ấy pháp môn tu luyện không hoàn thiện, cho nên rất nhiều pháp môn đều học từ thần ma. Cho nên nhân tộc ở thời kỳ sớm nhất thượng cổ đã tu luyện thần ma chi đạo. Càng về sau, pháp môn luyện khí hoàn thiện, các thiên tiên, chân tiên mới dần dần có số lượng nhiều hơn. Đi thôi. Hữu Hùng đạo tổ nhìn Kỳ Linh, trong đôi mắt có vẻ chờ mong. Kỳ Linh cung kính hành lễ, lập tức thối lui đi ra bên ngoài. Ở trong tòa thành thị kia có khoảng chừng 10 vạn thiên tiên, ngàn vạn tán tiên. Kỳ Linh đem những tiên nhân này đưa đến bên trong trích tinh đại thế giới của mình, lại sắp xếp qua một phen. Hơn nữa lại còn đem pháp môn trụ cột của La Hầu đại trận chuyển xuống dưới. Đoán chừng đám người thiên tiên tán tiên này chỉ cần thời gian nửa năm là có thể học được, đã có thể bày trận được rồi. Tại Ngũ Bảo Sơn kiếm tiên giới, năm ngọn núi nguy nga đâm vào trong mây mù. Kỳ Linh đang ở trên ngọn núi thứ ba trong mây mù, nhìn đệ tam thiên của Ngũ Bảo kiếm thuật. 51 năm tu luyện đã khiến cho kiếm lực của Kỳ Linh sớm đạt đến tầng thứ ba. Phần thứ hai của Ngũ Bảo kiếm thuật cũng đã sớm hoàn toàn học xong. Lần này đi gặp Hữu Hùng đạo tổ khiến cho Kỳ Linh có áp lực nặng trịch. Trận quyết chiến cuối cùng kia, bên chúng ta chỉ có thể thắng, không thể để thua. Nếu như thua, trận doanh nữ hoa bị diệt, nhân tộc của chúng ta cũng sẽ bị diệt theo. Kỳ Linh cũng không dám nghĩ đến kết quả khi thua trận. Hắn không nghĩ nhiều mà tiếp tục cẩn thận quan sát đệ tam thiên của Ngũ Bảo kiếm thuật. Ngũ Bảo kiếm thuật vô cùng huyền diệu, đệ tam thiên càng làm cho Kỳ Linh sợ hãi thán phục, thậm chí còn không tự chủ được đem một ít tinh hoa bên trong đệ tam thiên Ngũ Bảo kiếm thuật dung nhập vào trong Minh Nguyệt kiếm thuật. Tại thế giới hắc ám rộng lớn,
Ở trên vương tọa cao vạn trượng, tay trái của thần vương nhẹ nhàng lắm lại, thanh âm đường đường liên tục vang vọng ở trong hắc ám thế giới. Không nghĩ tới kỳ linh này lại có thể làm được chuyện như vậy, dâng ra pháp môn của hỗn độn dị tộc. Phục Khí Thị còn chuyên môn sáng chế cho hắn một trận pháp cao minh, còn cho hắn xuất lĩnh 10 vạn thiên tiên, ngàn vạn tán tiên. Thần vương trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là pháp môn gì mà trận pháp Phục Khí Thị sáng chế ra là cái gì chứ? Tuy rằng tình báo lợi hại, thế nhưng hắn căn bản không chiếm được tin tức kỹ càng về những pháp môn này. Ngay cả trận pháp mà Phục Khí sáng chế ra, bọn hắn cũng không tra ra được. Dường như Kỳ Linh cũng đã sáng chế ra kiếm pháp rồi. Đúng rồi, đánh giá của ám quang kiếm tổ có chút bất phàm. Tầng thứ 3 kiếm lực cơ. Kỳ Linh này luận bàn với một đám tiểu gia hỏa, không ngờ cũng có thể đạt tới tầng thứ 3 kiếm lực. Thực sự là... Thần vương lắc đầu, bản thân hắn đối với kiếm đạo cũng không có nghiên cứu nhiều lắm. Ám quang kiếm tổ lại là một vị tồn tại cực kỳ đáng sợ trong trận doanh vô gian môn. Ban đầu ở trong vô gian hỗn độn thế giới, ám quang kiếm tổ là người có kiếm đạo mạnh nhất. Bất quá là sau khi vô gian hỗn độn thế giới và bản cổ hỗn độn thế giới tan vỡ, tam giới được sinh ra, ám quang kiếm tổ so với phủ cư đạo tổ vẫn còn chênh lệch một ít. Tâm lực của kỳ linh này rất lợi hại, không ngờ kiếm lực cũng lợi hại như vậy. Bất quá mới đạt tới tầng thứ 3 cũng không coi là cái gì cả. Thần vương lắc đầu nói, không có một chút uy hiếp gì. Thần vương cũng không suy nghĩ tới chuyện của kỳ linh nữa, mà là phân tâm đi xử lý chuyện khác. Hắn cần phải chịu trách nhiệm với toàn bộ vô gian môn, mà kỳ linh quả thực chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Trong thế giới lao ngục tấm bia đá, trong thế giới lao ngục có hai bản tôn phân thân, một cỗ đang đối phó với chân thần, cỗ phân thân còn lại thì đang đối phó với nữ tử chân tiên kia. Ồ, kỳ linh đang phân tâm tìm hiểu kiếm thuật, đột nhiên mở mắt ra quan sát xuống phía dưới. Các loại pháp bảo như bình ngọc, hồ lô, vòng tay đang lơ lửng trên không trung, đang không ngừng phóng thích ra thủy hỏa cuồng phong tập kích nữ tử chân tiên đang ở phía dưới. Giờ phút này pháp bảo mà đối phương đang ẩn thân rung động lắc lư, chống cự đang yếu bớt dần. 56 năm rốt cục nàng cũng không gánh được nữa rồi. Trong lòng kỳ linh có chút chờ mong, có lẽ nữ tử chân tiên này có thể có trợ giúp rất lớn đối với hắn, có lẽ là pháp môn hoặc là bảo vật gì đó. Tâm ý của kỳ linh khẽ động, vèo vèo, lập tức tất cả thủy hỏa cuồng phong đều bay trở về bên trong các loại pháp bảo như bình ngọc, hồ lô, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. Kỳ linh cũng không muốn thiêu đốt đối phương trở thành tro bụi. Thần phục không? Kỳ linh nhìn nàng chân tiên kia rồi nói. Nữ tử chân tiên này cũng thu pháp bảo, nàng dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn kỳ linh. Kỳ linh cảm giác được sự kiên quyết của đối phương, hắn không khỏi thở dài nói, cần gì phải làm như vậy chứ, bản thân ngươi đã bị giam giữ ở nơi này trong năm tháng dài dằng dặc, thần phục với ta thì có là cái gì chứ? Ta chỉ cần một ít bảo vật cùng với một ít pháp môn đạt được từ trong trí nhớ của ngươi mà thôi, đối với thực lực của bản thân ngươi cũng không có ảnh hưởng một chút nào. Đợi đến tương lai ngươi sẽ còn có cơ hội đi ra bên ngoài. Đừng có làm mơ. Nữ tử chân tiên này dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỳ linh. Bỏ sát nhỏ yếu như ngươi, đừng mơ khiến cho thủy cận ta thần phục ngươi. Cận hoàng ư? Kỳ linh khẽ giật mình. Kỳ linh đã từng siêu hồn qua trí nhớ của đông quần chân tiên. Đối với một ít chân thần chân tiên danh khí lớn ở trong tiểu phương hỗn độn quốc, hắn cũng biết. Bởi vì đối phương gầy tới mức da bọc xương, tăng thêm khí tức linh hồn của đối phương, kỳ linh cũng không phân biệt ra được. Cho nên tới lúc đối phương báo tên ra thì kỳ linh mới biết được thân phận của đối phương. Đây là một chân tiên bá đạo 10 phần, thực lực so với đông quần chân tiên còn mạnh hơn nữa, được xưng là cận hoàng. Cận hoàng? Trong mắt nữ tử chân tiên hiện lên vẻ hồi ức rồi nói, đã là quá khứ rồi, cũng đã qua. Cửu phương hỗn độn quốc đã bị diệt, tất cả đã xong rồi. Muốn thủy cận ta thần phục ngươi ư? Thần phục một kẻ yếu như ngươi ư? Nữ tử chân tiên này cười ha hả, tiếng cười thậm chí còn có chút thê lương. Vèo vèo, nữ tử chân tiên này bỗng nhiên tiêu tán, hồn phi phách tán, chỉ còn lại tiếng cười thê lương quanh quẩn ở trong thiên địa. Kỳ linh thấy thế khẽ thở dài, hắn biết rõ đối phương là cận hoàng, cho nên kỳ linh cũng hiểu rõ đối phương sẽ không có khả năng thần phục mình. Kỳ thực người có thể thành chân tiên đệ nhất đẳng, người nào mà không có ngạo khí 10 phần đây.
bản thân cũng đã bị giam giữ mấy hỗn độn kỷ nguyên, bị tra tấn tính tình, cho nên mới có thể thần phục. Thế nhưng vẫn sẽ có một ít người, cho dù cận kề cái chết cũng không muốn thần phục. Dù vậy Kỷ Linh cũng không có do dự. Hắn cần từ bên trong thế giới Long Ngục lấy được đủ lực lượng. Hắn muốn sống sót ở trong hạo kiếp. Hắn phải cứu thê tử của mình trở về, cũng muốn để cho nữ nhi Minh Nguyệt của mình có thể vui sướng, vui vẻ mà sống sót. Cũng muốn để cho đám người sư phụ có thể bình yên sống sót qua hạo kiếp này. Cho nên những hỗn độn dị tộc này, Kỷ Linh cho bọn hắn một con đường sống, đó là thần phục. Nếu không, hắn sẽ phải động thủ làm cho tất cả đám người này tử vong. Sau khi vị nữ tử chân tiên được xưng là cận hoàng này chết đi, Kỷ Linh cũng đã dò xét vật còn sót lại của nàng một phen. Tuy rằng nói thu hoạch khá lớn, thế nhưng cũng không có vật gì mà Kỷ Linh đang rất cần, hoặc là pháp môn quan trọng, hoặc là hỗn độn kỳ vật gì đó. Hiển nhiên trước khi bị giam giữ, chỉ sợ một ít bảo vật ở trên người nàng đã bị đổi thành một lượng lớn linh đan, tiên đan rồi. Bởi vì một khi bị giam giữ ở trong thế giới Long Ngục, linh đan và tiên đan là thứ hữu dụng nhất. Tuy rằng ta đồng thời sử dụng 6 kiện bảo vật phóng thích ra thủy hỏa cuồng phong, thế nhưng uy lực vẫn còn xa mới bằng được bất hỏa càn khôn giới. Kỷ Linh lắc đầu nói, hai đại phân thân, một phân thân khác đi đối phó với chân thần chân tiên. Phân thân này của ta vẫn nên đối phó với thiên thần thiên tiên. Tuy rằng bảo vật của thiên thần thiên tiên sẽ kém hơn rất nhiều, khả năng có được pháp môn lợi hại cũng cực thấp. Chỉ là dù sao ta cũng có thể trong thời gian ngắn giết chết thiên thần thiên tiên, hoặc là khiến cho đối phương thần phục. Hơn nữa cũng có thể mượn cơ hội để tôi luyện Minh Nguyệt kiếm thuật của ta. Ngũ bảo kiếm thuật đệ tam thiên, Kỷ Linh đã tìm hiểu được chín thành. Phía sau lại càng cố sức, cho nên hắn vẫn phải dựa vào lần lượt thực chiến, như vậy mới có thể ngộ được ngũ bảo kiếm thuật tốt hơn. Hơn nữa Minh Nguyệt kiếm thuật mà hắn sáng chế ra, lúc trước hắn đã dùng việc tỉ thí với một ít tu tiên giả yếu đuối để sáng chế ra. Phải chém giết cùng với đối thủ ngang hàng với mình, thậm chí còn phải chém giết sinh tử thì mới có thể hoàn thiện được kiếm thuật tốt hơn. Hiển nhiên ở nơi khác rất khó tìm được một lượng lớn đối thủ thực lực tương đương với mình lại có thể chém giết với mình. Thế nhưng ở trong thế giới Long Ngục lại có rất nhiều. Là khán thủ giả ư? Một gã thanh niên gầy yếu ngồi ở đó ngẩng đầu nhìn Kỷ Linh đang từ phía xa đi tới nói, chân tiên sao? Khí tức lại nhỏ yếu như vậy sao? Thật là cổ quái. Theo lý thuyết mà nói, khán thủ giả là vị trí quan trọng như vậy, đích thị là hạch tâm của kiểu phương hỗn độn quốc ta mới có thể đảm nhiệm được. Thần tiên hạch tâm sao lại có thể là chân tiên nhất đẳng yếu nhất được cơ chứ? Chẳng lẽ thế giới Long Ngục đã rơi vào tay của quân địch rồi hay sao? Nhận lấy cái chết cho ta! Kỷ Linh lại hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm trực tiếp gào thét rồi xông lên. Thấy Kỷ Linh ngay cả nói cũng không có nhiều lời mà trực tiếp giết qua, thanh niên gầy yếu này lập tức kinh hãi, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ điên cuồng. Quả thật là địch nhân, muốn ta chết sao? Chân tiên nhỏ yếu như vậy, ta sẽ tiến ngươi đi trước vậy. Chỉ thấy thanh niên gầy yếu kia gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy trên thân thể gầy yếu của hắn lập tức có cơ bắp gồng lên, làn da tràn ngập nếp nhăn cũng trở nên trắng nõn, lập tức từ chỗ thân thể gầy yếu như tên ăn mày lại biến thành nhân vật giống như chiến thần. Đồng thời thân thể của hắn nhoáng một cái đã xuất hiện ở phía trước. Trên thân thể có 4 cái mặt, 8 cánh tay, trên 8 cánh tay đều cầm pháp bảo kỳ dị màu đen, miệng cũng gầm nhẹ một tiếng rồi lao thẳng về phía Kỷ Linh. Dị tộc, nhận lấy cái chết đi! Kỷ Linh đã bị đối phương cho rằng là hỗn độn dị tộc, đối phương cũng đã cho rằng Kỷ Linh là hỗn độn dị tộc. Keng keng keng, kiếm quang lập lòe, côn ảnh bay múa. Kỷ Linh vừa mới đối mặt đã bay ra ngoài, tạo thành một cái rãnh sâu ở trên mặt đất. Đi theo Kỷ Linh là một đạo thân ảnh hóa thành 3 đầu 6 tay, phân biệt nắm lấy 6 thanh tiên kiếm. Sư phụ nói không sai, muốn chính thức hoàn thiện ngũ bảo kiếm thuật thì vẫn phải chém giết cùng với cường giả. Trong mắt Kỷ Linh tràn ngập vẻ nóng bỏng, lại lần nữa bổ nhào qua. Trong lúc nhất thời, song phương đánh nhau tới mức đất đai chung quanh bắn tứ tung, vô cùng điên cuồng. Tù phạm kia có thần thông 4 đầu 8 tay, mà côn pháp lại rất huyền diệu. Bị giam giữ lâu như vậy, hắn không có việc gì làm, cho nên đã tìm hiểu côn pháp tới tình trạng càng thêm cao minh. So với Minh Nguyệt kiếm thuật của Kỷ Linh còn lợi hại hơn rất nhiều, đánh cho Kỷ Linh hoàn toàn ở thế hạ phong. May mắn Kỷ Linh có thần thông bất kiểu huyền công hộ thể, mặc dù ngẫu nhiên bị trúng chiêu thì cũng không bị tổn thương chút nào. Kỷ Linh không dùng trích tinh thủ và tâm lực, trích tinh thủ quá tiêu hao thần lực, mà nếu như vận dụng tâm lực chém giết thì tiêu hao cũng quá nhanh. Kỷ Linh muốn hoàn thiện kiếm thuật,
ỷ vào bắt kiểu huyền công. Tuy rằng bản thân hắn hoàn toàn bị áp chế, thế nhưng hắn vẫn có thể chém giết được với đối phương. Đáng chết, đây là thần thông hộ thể gì vậy? Rõ ràng hắn đi theo thần ma nhất đạo, sao thần thế lại lợi hại như vậy được cơ chứ? Thanh niên này có chút khẩn trương. Cho dù ở trong cửu phương hỗn độn quốc, thần thông hộ thể lợi hại cũng rất là chân quý. Muốn ở trong cấp độ thiên thần đem thần thể tu luyện tới thuần dương cực hạn quá mức khó khăn, giống như một phân thân khác của kỳ linh đang đối phó với một tên chân thần kia vậy. Thần thể cũng chỉ tương đương với kỳ linh mà thôi. Kỳ thực ở trong tam giới, kỳ linh vốn đạt được pháp môn chân quý như bất kiểu huyền công. Về sau bởi vì đại hạ xảy ra chiến tranh, Xích Minh đạo tổ vì cảm tạ hắn cho nên mới đưa nhiều đại la tiên đan như vậy, mới khiến cho kỳ linh tu luyện thành công được. Nếu cứ như vậy, thần lực của ta sẽ không ngừng tiêu hao. Một khi tiêu hao hầu như không còn, khi đó nhất định ta sẽ phải chết thôi. Thanh niên lo lắng lại có chút phẫn nộ. Thế nhưng dù ta có chết thì cũng không thể để cho dị tộc này dễ chịu được. Dị tộc đi chết đi. Thanh niên này toàn thân mơ hồ xuất hiện ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên lại đang thi triển bộc phát ra thần thông nào đó. Trong lúc nhất thời, uy năng lập tức tăng lên rất nhiều. Thế nhưng kỷ linh lại am hiểu phòng thủ, bắt kiểu huyền công khiến cho địch nhân không thể gây ra thương tổn cho hắn được, làm cho hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ công kích của đối phương. Ác chiến được nửa canh giờ, thủ đoạn của tù phạm này kỷ linh đã hoàn toàn quen thuộc, tới lui cũng chỉ là một ít thủ đoạn công kích lặp đi lặp lại mà thôi. Đối với kiếm thuật của hắn đã không có tác dụng hoàn thiện nữa. Trích tinh thú, tâm lực, vô ánh. Chỉ thấy kiếm trong tay kỷ linh lập tức trở nên mơ hồ. Xoẹt. Bốn cái đầu trên cổ của thanh niên lập tức bay vút lên, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ và kinh ngạc. Rõ ràng hắn đang áp chế đối phương, sau đối phương lại thoáng cái bộc phát siêu việt được với hắn cơ chứ. Thế nhưng hắn lại không biết, thần thông trích tinh thủ cùng với tâm lực tầng thứ tư đã khiến cho thực lực của kỷ linh lập tức tăng vọt, hoàn toàn có thể áp chế được hắn. Đối phương áp chế kỷ linh, đánh kỷ linh 10 lần trăm lần, thế nhưng kỷ linh có bất kiểu huyền công cho nên lại không hư hao một chút nào. Kỷ linh áp chế đối phương chỉ dùng một kiếm đã có thể chém đầu đối phương. Có thể thấy được thần thông hộ thể là thứ quan trọng tới bậc nào. Đáng tiếc bên trong bảy đại pháp môn mà kỷ linh lấy được, bất hoại chi thân kia càng về sau càng phải trả giá rất cao. Cho dù là đám người phục khi thị bồ đề nhìn thoáng qua một chút cũng đã lập tức ném ra sau đầu, bởi vì một ít hỗn độn kỳ vật cần thiết kia có một ít ngay cả bọn hắn nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Xoẹt. Cái đầu bị chém bay lại quay trở về, trở lại trên thân thể. Ồ. Thanh niên này nhíu mày có chút nghi hoặc nhìn kỷ linh nói: Dị tộc, sao ngươi lại không giết ta? Có thể chặt đứt đầu mình, như vậy đối phương hoàn toàn có thể đánh nát thần thể của mình, sau đó đồng thời cũng có thể dùng một hơi hoàn toàn diệt sát mình. Thế nhưng đối phương lại tùy ý để cho đầu mình bay ngược trở về. Ta nghe nói thực lực thần tiên của kiểu phương hỗn độn quốc có chút cao minh, ta cũng rất là ngứa tay tò mò cho nên mới đến tỉ thí một phen mà thôi. Kỷ linh cười nói: Sao, tỉ thí sao? Thanh niên này nghẹn họng nhìn chân chối nói: Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ồ, ngươi có thể giết chết ta sao? Kỷ linh hỏi lại. Thanh niên này khẽ giật mình. Đúng vậy, thần thông hộ thể của đối phương lợi hại như vậy, ngay cả cường giả cùng cấp độ cũng không có cách nào trực tiếp cưỡng ép đánh chết được, chỉ có thể chấn áp mà thôi. Đúng rồi, cho dù ta chấn áp được ngươi, nếu thời gian dài thần lực sẽ tiêu hao quá nhiều, khi đó ta vẫn sẽ chết thôi. Thanh niên này lắc đầu. Hắn lại không biết kỷ linh còn có một phân thân khác. Cho dù thiên thần thiên tiên của kiểu phương hỗn độn quốc có được thực lực cường đại, có thể chấn áp một phân thân của hắn, thế nhưng một phân thân khác lại có thể dùng bắt hỏa càn khôn giới chậm rãi mà thiêu đốt, cũng đủ để thiêu cháy bất kỳ một thiên thần thiên tiên nào. Thiêu đốt chân thần chân tiên cũng cần mấy chục năm công phu, nếu như thiêu đốt thiên thần thiên tiên vậy thì cũng sẽ mau hơn. Rốt cuộc kiểu phương hỗn độn quốc chúng ta đã làm sao vậy? Còn nữa, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Thanh niên này nhìn kỷ linh rồi hỏi. Một lát sau, dưới sự hướng dẫn từng bước của kỷ linh, thanh niên này vẫn lựa chọn thần phục. Dù sao trên thực lực kỷ linh cũng mạnh hơn hắn, cho nên mâu thuẫn tâm lý cũng sẽ yếu hơn nhiều. Nếu như ngươi không tỉ thí với ta mà thu phục ta trước, sau đó lại tỉ thí, khi đó ta và ngươi đều áp chế lực lượng, như vậy chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn hay sao? Thanh niên này có chút không cam lòng. Vừa rồi đại chiến một hồi, hắn đã tiêu hao rất nhiều thần lực.
thu phục ngươi trước, như vậy sao ngươi có thể dốc sức liều mạng với ta được chứ? Kỳ Linh lắc đầu nói, trong lòng không có sát ý, không dốc sức liều mạng, như vậy cho dù có ra tay cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Thu nhận thanh niên này, sau khi điều tra trí nhớ, Kỳ Linh lại đi tới không gian hỗn độn ở trước tấm bia đá để khôi phục lại thần lực. Không gian hỗn độn của tấm bia đá cũng chỉ rộng dài khoảng mấy trăm trượng mà thôi, lại hoàn toàn cách ly với thế giới lao ngục. Bởi vì không gian hỗn độn này là thứ để cho khán thủ giả chờ đợi, mà ở trong không gian hỗn độn kia, bởi vì nguyên nhân Cửu Phương quốc chủ luyện chế, cho nên hắn cũng đã đem hỗn độn chuyển hóa thành nguyên khí thiên địa. Giống như nhiều đời khán thủ giả trước đó ngẫu nhiên đi dạo ở trong thế giới lao ngục, còn đâu phần lớn thời gian đều tĩnh tu ở trong không gian hỗn độn này. Sau khi khôi phục thần lực và pháp lực, Kỷ Linh cân nhắc ngũ bảo kiếm thuật, lại hoàn thiện minh nguyệt kiếm thuật một phen, sau đó lại đi tìm thanh niên kia tỉ thí nhiều lần. Phí thời gian một tháng, rốt cuộc Kỷ Linh mới đi đối phó với tên thiên thần thiên tiên tiếp theo. Cứ như vậy, Kỷ Linh bắt đầu đối phó với thiên thần thiên tiên ở trong thế giới lao ngục quy mô lớn. Tuy rằng thế giới lao ngục rất lớn, thế nhưng số lượng thiên thần thiên tiên cũng không nhiều. Dù sao, người có tư cách bị giam giữ ở nơi này, địa vị cũng không tầm thường. Kỷ Linh chém giết với từng thiên thần, thiên tiên, tất cả đều rất là thận trọng, vô cùng chăm chú. Sau khi chém giết, lại không ngừng suy tư, hoàn thiện kiếm pháp. Minh Nguyệt kiếm thuật không ngừng được hoàn thiện, uy năng càng thêm cường đại. Đảo mắt lại đi qua hơn 40 năm. Kỷ Linh quét sạch hơn 400 tên thiên thần chân tiên. Cần phải biết, trong toàn bộ thập thất thế giới lao ngục, số lượng thiên thần thiên tiên cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua 1.000. 400 tên thiên thần thiên tiên đã cống hiến cho Kỷ Linh rất nhiều bảo vật. Thậm chí hắn còn thu được 2 kiện tiên thiên linh bảo, thần dương pháp bảo cũng nhiều tới mức không hợp thói thường. Kỷ Linh cũng không khỏi cảm thán, Cửu Phương hỗn độn quốc hoàn toàn khác với tam giới. Ở bên trong tam giới, giá trị của những pháp bảo thuần dương này đều rất cao. Một ít thiên thần thiên tiên lợi hại, một chút đều có tiên thiên linh bảo ở trên người. Thế nhưng ở trong Cửu Phương hỗn độn quốc, tiên thiên linh bảo lại hiếm thấy. Thế nhưng người có một bộ pháp bảo thuần dương cường đại lại có rất nhiều. Từ trí nhớ mà hắn thu hoạch xem ra, đối phương luyện chế pháp bảo tương đối lợi hại hơn tam giới, cho nên mới có thể luyện chế ra nhiều pháp bảo được như vậy. Rầm rầm rầm, bát đại chân hỏa giống như thần long không ngừng vây quanh tên nam tử tóc xanh kia. Đã 82 năm, Kỷ Linh dùng bát hỏa càn khôn giới thiêu đốt nam tử tóc xanh này trọn vẹn 82 năm. Đối với vị chân thần này mà nói, mỗi một năm đều khó khăn hơn ức vạn năm tháng trước đó. Thần lực của hắn không ngừng tiêu hao, lại không có chỗ để bổ sung. Dừng lại! Cuối cùng nam tử tóc xanh cũng mở miệng nói. Phân thân của Kỷ Linh thì đang suy tư về kiếm pháp. 82 năm nay hắn rất là nhàm chán, chỉ là ngẫu nhiên đưa ra một chút pháp lực là được. Trong lòng hắn chủ yếu đều đặt ở bên trên kiếm pháp. Hiện tại vừa nghe thấy thanh âm của đối phương, Kỷ Linh lập tức giật mình tỉnh lại. Vừa nhìn thấy nam tử tóc xanh kia đang nhìn qua, Kỷ Linh nở nụ cười. Nếu như đối phương muốn chết, chỉ sợ sẽ không mở miệng nói, cuối cùng cũng sẽ chết cháy. Thế nhưng một khi đã mở miệng, chỉ sợ rất có thể sẽ thần phục. Trước đó Kỷ Linh đã đối phó với 2 gã chân tiên, người này rất có thể là chân thần thứ nhất có khả năng thần phục. Có lẽ hắn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Ánh mắt của nam tử tóc xanh giống như là chim ưng bị đói. Hắn nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh, khàn khàn nói. Nếu như ta thần phục ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Kỷ Linh nở nụ cười, hiển nhiên đối phương đã có suy nghĩ thần phục, chỉ là thân là chân thần, nếu như bị vũ nhục quá đáng, chỉ sợ đối phương sẽ tình nguyện chết đi cho rồi, Kỷ Linh nói. Ta cần pháp bảo ở trên người của ngươi, ngươi bị giam giữ ở nơi này, dù có pháp bảo trên người cũng vô dụng thôi, còn không bằng đưa cho ta. Còn có một vấn đề nữa, ta muốn xem trí nhớ của ngươi. Trí nhớ ư? Nam tử tóc xanh lập tức biến sắc mặt. Đối với ngươi mà nói, ta là hỗn độn dị tộc, người đối với ta mà nói cũng là hỗn độn dị tộc. Kỷ Linh cười nói, một ít việc ẩn đối với người rất quan trọng, thế nhưng đối với ta mà nói lại không có một chút tác dụng nào. Cho nên ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chuyển ra bên ngoài chuyện giấu kín trong lòng ngươi đâu. Nam tử tóc xanh nhìn Kỷ Linh, ta cam đoan. Kỷ Linh nói tiếp, chỉ có 2 chuyện này mà thôi, ngươi đồng ý thì ngươi có thể bình yên và sống sót. Hơn nữa, ta sẽ cung cấp đinh đan để cho ngươi sống sót. Chỉ cần sống sót thì sẽ có hy vọng rời khỏi thế giới lao ngục này. Được rồi, tốt. Nam tử tóc xanh dùng thanh âm khàn khàn nói, ta đồng ý với ngươi. Đối phương dứt khoát như vậy lại khiến cho Kỷ Linh có chút kinh hỉ.
Nam tử tóc xanh lập tức nhắm mắt lại rồi khoanh chân ngồi ở đó. Kỳ Linh thì ở bên ngoài trận pháp cấm chế, vươn tay phải ra, bàn tay phải lập tức tăng vọt, giải ra mấy trăm dặm, rơi vào trên đỉnh đầu của nam tử tóc xanh. Thần hồn chi lực lập tức thẩm thấu vào bên trong, bắt đầu sử dụng phương pháp siêu hồn. Nam tử tóc xanh kia cũng không có ý định gây trở ngại một chút nào. Nếu như hắn gây trở ngại, Kỳ Linh sẽ không có cách nào siêu hồn được. Vị chân thần này có trí nhớ mênh mông, rộng lớn vô cùng, có vô số bong bóng bên trong, mỗi một cái bong bóng đều đại biểu cho trí nhớ khổng lồ. Có một ít bong bóng bên trên còn có bí văn phức tạp. Những bí văn này dù Kỳ Linh làm thế nào cũng không thể thẩm thấu vào bên trong để xem xét được. Thiên thần thiên tiên, thậm chí là một đám chân thần chân tiên học được một ít pháp môn lợi hại đều phải phát ra lời thề bổn mạng, cho dù chính bản thân bọn hắn muốn chuyển ra bên ngoài cũng không được. Khó trách lại nguyện ý thần phục như vậy, hóa ra lại mang đại thù ngập trời như vậy. Cửu nhân của hắn cũng là một ít tổ thần tổ tiên, cho dù cửu phương hỗn độn quốc tan vỡ, những tổ thần tổ tiên kia chạy trốn tứ tán, thế nhưng chỉ sợ cũng có thể có một ít người chạy thoát mà sống sót rồi. Kỳ Linh xem xét qua trí nhớ, lập tức đã biết được thân phận của chân thần này, cũng càng hiểu rõ hận ý trong lòng của đối phương. Đối phương khát vọng đi ra bên ngoài, khát vọng tìm được cửu nhân, giết chết từng cửu nhân một. Mặc dù cửu phương hỗn độn quốc đã bị diệt, thế nhưng hắn cũng muốn đi ra ngoài. Sau khi xác nhận tất cả cửu nhân đã chết cả thì hắn mới cam tâm. Kỳ Linh cũng không có cẩn thận chú ý những thù hận này của đối phương. Hắn nhanh chóng đem những thù hận này vứt qua một bên, đồng thời cũng cẩn thận tìm kiếm thứ mình cần ở trong trí nhớ của đối phương. Xoẹt! Thần hồn chi lực của Kỳ Linh thẩm thấu vào trong một cái bong bóng ký ức. Lập tức có một pháp môn huyền diệu xông vào trong lòng Kỳ Linh. Tại Ngũ Bảo Sơn, kiếm tiên giới. Trong căn nhà cỏ, thiếu niên Kỳ Linh mặc áo bào màu trắng đang khoanh chân ngồi tìm hiểu kiếm pháp, bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn cũng đồng thời biết được cái pháp môn huyền diệu này. Chủ nhân, Minh Nguyệt lại đi ra ngoài gây họa rồi. Nàng gặp chuyện bất bình, chọc vào một ít tu tiên giả, đánh nhỏ đánh lớn đi ra, một đường giết người, giết chết rất nhiều tu tiên giả của địch nhân. Hiện tại đã náo loạn rất lớn. Lão tổ trong môn phái của đối phương là một gã thiên tiên, nành vút ở trong môn phái kia ta cũng không sợ. Thế nhưng nếu như thiên tiên của đối phương xuất hiện, vậy thì cũng rất là phiền toái. Ta và Thu Diệp còn chưa có độ kiếp à? Tiểu Thanh lập tức bẩm báo với Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen. Ồ, không có việc gì, đừng lo lắng quá. Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen gật đầu nói. Minh Nguyệt tâm tính thiện lương, ở bên ngoài nhiều, trải qua một ít chuyện cũng tốt. Bất quá ngươi phải nhìn kỹ giúp ta, đừng để cho Minh Nguyệt đi lên con đường tà đạo là được rồi. Yên tâm đi, ta và Thu Diệp vẫn đang coi chừng nàng mà. Tiểu Thanh liên tục gật đầu nói. Tốt rồi, ta đi nha. Vèo một cái, nàng lập tức biến mất, trực tiếp đi tới một nơi khác. Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen thì cười cười. Đã nhiều năm như vậy, Minh Nguyệt cũng đã sớm thành thục nhiều hơn, thậm chí còn không thích ra vẻ trẻ con đi với mọi người, mà muốn biến hóa thành bộ dáng thiếu nữ. Mà thiên phú tu luyện của Minh Nguyệt cũng kế thừa phụ thân của nó. Tặng thêm Bồ Đề lão tổ cũng ưa thích nàng, cho nên cũng đã sớm tu luyện tới tầng thứ phản hư. Chỉ là bởi vì xuất thân phi phàm, cho nên thiên kiếp nhất định sẽ không như bình thường, cho nên vẫn còn đang tích xúc thực lực. Kỳ Linh cũng muốn để cho Minh Nguyệt tung hoành thiên hạ ở bên ngoài, cũng chỉ để cho Tiểu Thanh Thu Diệp đi theo mà thôi. Trên thực tế, ai trong bọn hắn cũng không biết nguyên thần thứ hai này hóa thành 18 phân thân, trong đó có một phân thân đang ẩn thân ở trong một cái ngọc bài nhìn như bình thường, mà cái ngọc bài này chính là pháp bảo thần dương, lại là thứ Kỳ Linh cầu được từ chỗ Khương Quân sư huynh ở trên Phương Thốn Sơn. Khương Quân sư huynh đã bố trí cấm chế ở trên ngọc bài, khiến cho ngọc bài này tựa như phàm vật, căn bản không nhìn ra được sự huyền diệu bên trong. Sau khi Kỳ Linh luyện hóa ngọc bài này, lại đưa ngọc bài tặng cho nữ nhi. Kỳ Linh hiếm khi đưa lễ vật, cho nên nữ nhi Minh Nguyệt rất là vui mừng mang theo bên người. Chỉ là nàng lại không biết ngọc bài giống như phàm vật này lại chính là pháp bảo thần dương. Ở không gian bên trong có một phân thân của Kỳ Linh đang tìm hiểu tu luyện kiếm pháp, cũng đang bảo hộ nữ nhi của hắn. Bất quá Kỳ Linh cũng không thể để cho nữ nhi biết rõ. Một khi biết rõ, sợ rằng sẽ không còn hiệu quả ma luyện nữa. Chỉ sợ một khi Minh Nguyệt biết cũng sẽ rất tức giận. Minh Nguyệt thực sự là... Nghĩ đến nữ nhi, Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen không khỏi nở nụ cười, bỗng nhiên ngẩn cả người ra. Bởi vì lúc này pháp môn huyền diệu kia đã xông lên trong lòng. 18 phân thân của bản tôn và 18 phân thân của nguyên thần thứ hai. Khi một phân thân biết được, tất cả những phân thân khác đều đồng thời biết được. Tất cả phân thân đều ngơ ngẩn
càn quét ở trong thế giới lao ngục hơn 90 năm. Khi thiên thần chân tiên bị quét sạch, cũng có hơn 400 vị, lại có 3 vị chân thần chân tiên cũng bị quét sạch. Đang khi siêu hồn với một gã chân thần thì rốt cuộc Kỷ Linh cũng đã có thu hoạch chính thức. Ở trong thế giới lao ngục, sau khi Kỷ Linh đạt được pháp môn nguyên vẹn này, hắn cố nén kích động lại tiếp tục xem trí nhớ của chân thần kia, sau đó mới thu tay về. Trong mắt Kỷ Linh tràn ngập vẻ kinh hỉ, thân thể thậm chí còn mơ hồ run rẩy, miệng lẩm bẩm nói: đại tạo hóa mà, trời cũng giúp ta rồi. Trong mắt Kỷ Linh tràn ngập vẻ nóng bỏng và kích động. Kỷ Linh vẫn cho rằng Cửu Phương Hỗn Độn Quốc so với tam giới còn có thế lực to lớn hơn, như vậy cũng sẽ xuất hiện một ít pháp môn thần thông rất là nghịch thiên. Ngay cả tam giới cũng có Trích Tinh Thủ, Bát Kiểu Huyền Công, mà quả thực ở trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc có một ít thần thông pháp môn lợi hại. Thế nhưng trước đó bởi vì lời thề bổn mạng, cho nên Kỷ Linh căn bản không có cách nào xem xét được tất cả. Mà lần này rốt cuộc Kỷ Linh cũng đã nhận được một pháp môn, hơn nữa còn là pháp môn mà Kỷ Linh cực kỳ khát vọng có được. Cửu Giác Điện Xà Độn Pháp ư? Kỷ Linh nhẹ nhàng tự nói. Hỗn độn có lôi điện chi hái, trên biển có linh xà, đầu rắn có chín sừng ư? Ta có thể tu luyện, ta hoàn toàn có thể tu luyện, ở trong tam giới có thể tu luyện. Kỷ Linh không nghĩ tới mình lại có thể có lần đại kỳ ngộ này. Ở trong tam giới, thần thông độn thuật cũng là thần thông vô cùng quan trọng, càng độn thuật lợi hại thì tốc độ lại càng nhanh. Như sư huynh dùng Cân Đổ Vân tiếng tăm lừng lẫy trong tam giới của hắn vậy, như điều giả Lâu La Chi Dực của Kim Sĩ Đại Bằng kia đều là độn thuật tuyệt đỉnh trong tam giới. Ví dụ như điều giả Lâu La Chi Dực của Kim Sĩ Đại Bằng tu luyện tới cực hạn thì có thể trong nháy mắt đã bay ra được 20 vạn dặm. Đây là chuyện mà rất nhiều chân thần đạo tổ cũng không có cách nào làm được như vậy. Thế nhưng mà Kỷ Linh rất rõ ràng, đệ nhất độn thuật chính thức ở trong tam giới lại là một môn độn thuật ở trong truyền thuyết tên là Thái Dương Kim Hồng. Ở trên chí tôn tinh thần Thái Dương Tinh sẽ thanh nghén ra một loại thần thú tên là Kim Mô. Loại Kim Mô này hoàn toàn là do Thái Dương Tinh thanh nghén mà ra. Đây mới thực sự là Kim Mô hoàn mỹ. Về phần Kim Mô thần thú được sinh ra do Kim Mô giao phối với một ít sinh linh ở trong tam giới kia, phương diện huyết mạch cũng không có khả năng tinh thuần đạt tới trình độ hoàn mỹ tuyệt đối được. Lúc thượng cổ ở trên Thái Dương Tinh đã từng một lần có 10 đầu Kim Mô xuất thế. 10 đầu Kim Mô này thiên phú nghịch thiên, ỷ vào thần thông cho nên tung hoành thượng cổ. Trong đó càng có một đầu Kim Mô đã đạt tới cấp độ chân thần, được tôn xưng là Yêu Hoàng. Bọn hắn phóng ra hỏa diễm nóng bỏng vô tận ở trong thượng cổ, giống như 10 cái mặt trời, trong lúc nhất thời khiến cho toàn bộ nhân sĩ thượng cổ cũng phải đau đầu. Hơn nữa bọn hắn lại có độn thuật rất là nghịch thiên Thái Dương Kim Hồng. Thực lực chân thần lại có thần thông Thái Dương Kim Hồng, ngay cả nữ hoa nương nương và một ít tổ thần trước đó cũng bắt không được bọn hắn. Bất quá Hậu Nghệ lại xuất thủ, Hậu Nghệ cũng vô cùng nghịch thiên tới mức đáng sợ, có được thực lực làm cho trời phải rung động lắc lư. Mũi tên của hắn vô cùng nhanh, khiến cho ngay cả đại năng giả cũng phải sợ hãi. Đương nhiên coi như là Hậu Nghệ cũng không có nắm chắc đánh chết vị Kim Mô Yêu Hoàng kia. Vì vậy trước đó hắn đã hao phí không ít năm tháng để chuyên môn luyện chế ra 10 cái mũi tên cường đại. Sau đó Hậu Nghệ xuất thủ, mũi tên của hắn giống như ngay cả thời không cũng không có cách nào ngăn cản được. Cho dù là vị Kim Mô Yêu Hoàng kia cũng không thể đào thoát được, trực tiếp bị giết chết. 9 đầu thiên kim, thiên thần Kim Mô còn lại tuy rằng tốc độ nhanh tới mức không hợp thói thời, thế nhưng vẫn không thể chạy thoát. Hậu Nghệ lại giết 8 đầu còn lại, đầu cuối cùng bởi vì nữ hoa nương nương ra mặt cho nên mới còn sống. Thế nhưng chuyện này vẫn không thể phủ nhận được uy lực của môn thần thông Thái Dương Kim Hồng này. Thái Dương Kim Hồng trên thực tế là một đạo hồng quang, tốc độ của nó chính là tốc độ của ánh sáng. Thân thể trốn vào bên trong Thái Dương Kim Hồng, Thái Dương Kim Hồng bay đến đâu thì thân thể có thể đến chỗ đó, tốc độ cực nhanh, một lần là 6.000-10 vạn dặm. Đây là cực hạn của tốc độ thuần túy, cho dù là các đại năng giả cũng không có cách nào dùng tốc độ siêu việt Thái Dương Kim Hồng được, trừ phi là trưởng khống thời không hoặc là thông qua pháp bảo, pháp thuật và các loại thủ đoạn trói buộc lấy Kim Mô, khiến cho Kim Mô bay chậm, khi đó bọn hắn mới có thể đuổi kịp được. Kim Mô Yêu Hoàng năm đó đạt tới cấp độ chân thần kia, dù là ai cũng không đuổi kịp được. Cho dù là Hậu Nghệ cũng chỉ có mũi tên của hắn, mà lại là mũi tên đáng sợ, chuyên môn luyện chế ra thì mới có thể đuổi kịp, đồng thời giết chết được hắn. Thái Dương Kim Hồng tốc độ của ánh sáng tuyệt đối có thể vượt lên trên bất luận một sinh linh nào trong tam giới về phương diện tốc độ.
Tam sư huynh của Kỳ Linh chính là một đầu kim ô được thai nghén ra trong Thái Dương Tinh ở thời đại Tam Giới. Trời sinh đã am hiểu môn thần thông này. Môn thần thông này đã sớm khiến cho vô số đại năng giả trông mà phát thèm. Thế nhưng Thái Dương Kim Hồng chỉ có kim ô được thai nghén ra ở trên Thái Dương Tinh mới có thể tu luyện được. Cửu giác điện xà độn thuật ư? Kỳ Linh kích động vô cùng. Cửu giác điện xà độn thuật chính là một môn thần thông độn thuật cùng cấp độ với Thái Dương Kim Hồng. Thái Dương Kim Hồng thuộc một đạo ánh sáng, phải dùng kim ô chi thân thì mới có thể khống chế được nó. Cửu giác điện xà, bản chất của nó là một đạo thiểm điện, muốn tu luyện nó cũng vô cùng gian nan, cũng có điều kiện hà khắc, thậm chí còn xưng là cửu tử nhất sinh. Chỉ khi nào tu luyện thành công, thân thể lập tức trốn vào bên trong cửu giác điện xà. Trong lúc điện xà lóe lên thì mới có thể đi đến xa xa. Tốc độ của tia chớp và tốc độ của ánh sáng là giống nhau, đều là một cực hạn của tốc độ. Nếu như ta tu luyện thành công, tung hoành tam giới, công giết các nơi của vô gian môn, như vậy vô gian môn sao có thể đuổi kịp được ta đây? Kỳ Linh biết rõ môn độn thuật này rất là khó luyện, thế nhưng hắn đã đạt được môn pháp môn này thì hắn cũng đã có quyết định, mặc kệ phải trả cái giá lớn như thế nào thì nhất định hắn cũng phải luyện thành môn thần thông này. Kích động quá đi. Kỳ Linh đang suy tư phải làm như thế nào thì mới có thể tu luyện được môn pháp môn này. Môn kiểu sắc điện xà độn thuật này đặt ở bên trong cửu phương hỗn độn quốc cũng tuyệt đối là đệ nhất độn thuật, dĩ nhiên cũng đã đạt tới cực hạn của tốc độ. Môn độn thuật không thể tưởng tượng nổi như vậy, chỉ cần là nhập môn cũng đã phải trả một cái giá lớn vô cùng kinh người. Đầu tiên, cửa thứ nhất phải là cải tạo thần thể, phải khiến cho thần thể có thể nhảy vào trong kiểu sắc điện xà mà không bị tổn hao một chút nào. Nhưng muốn làm được chuyện này quá mức khó khăn. Ví dụ như Thái Dương Kim Hồng, đó là Thái Dương Kim Diễm sinh ra linh tính. Thái Dương Kim Diễm là tồn tại siêu việt chín đại chân hỏa, cho dù là chân thần đạo tổ cũng không dám dùng thân thể để ngạnh kháng nó. Cho dù có thi triển pháp bảo, thi triển pháp thuật để chống cự cũng có thể bị chết cháy. Mà kim ô vốn là thứ được thai nghén ra ở chỗ sâu trong Thái Dương Tinh, phàm nhân rơi trên biển sẽ chìm, thế nhưng con cá ở trên biển lại thích ý tự tại. Kim ô này ở trong Thái Dương Kim Diễm cũng giống như đang ở trong nhà, trời sinh đã không bị tổn thương một chút nào, cho nên mới có thể khống chế được Thái Dương Kim Hồng. Cửu sắc điện xà giá tính ngập trời, uy năng cũng cùng một cấp độ với Thái Dương Kim Diễm. Cho dù Kỳ Linh có bắt kiểu huyền công hộ thể thì cũng sẽ lập tức bị hủy diệt thành tro tàn. Cho nên nhất định phải cải tạo thần thể, mà cải tạo thần thể là chuyện nguy hiểm nhất khi tu luyện môn độn thuật này. Được xưng là cửu tử nhất sinh, bởi vì chỉ cần chênh lệch một chút thì thần thể sẽ hóa thành tro tàn dưới cửu sắc điện xà. Cửa thứ hai, nếu như cửu sắc điện xà có thể chạy bên trong thần thể mà không làm tổn thương tới thần thể, như vậy lúc này trên thân thể có thể tu luyện ra thần văn điện xà chi noãn, khiến cho cửu sắc điện xà có một cái nhà có thể ở bên trong được. Hơn nữa mượn nhờ một ít thần văn này lại có thể dần dần thay đổi cửu sắc điện xà, khiến cho bản thân cửu sắc điện xà bắt đầu xảy ra lột xác, giống như là đao cắm vào trong vỏ vậy, không hề có lực sát thương đối với bản thân nữa. Bằng không mà nói, cửu sắc điện xà cuồng bạo như vậy căn bản không có cách nào tự nhiên khống chế được, phải làm cho nó phục tùng, khiến cho nó không có cuồng bạo như ban đầu nữa thì mới có thể ôn nhu vô cùng, mới có thể sử dụng được để thi triển độn thuật. Như kim ô Thái Dương Kim Hồng cũng là như thế, một khi bị kim ô phục tùng khống chế, Thái Dương Kim Hồng sẽ không có tính công kích đáng sợ như trở sinh nữa, mà là ôn nhu vô cùng, tất cả đều theo khống chế của kim ô, muốn đi đâu thì sẽ đi đó. Thế nhưng trong quá trình làm kiểu giác điện xà thay đổi phục tùng cũng rất nguy hiểm, bởi vì lúc thay đổi phục tùng thì kiểu giác điện xà cũng vẫn cuồng bạo như trước, lúc này cần phải có một ít lực lượng bên ngoài phụ trợ. Ở trong pháp môn kiểu giác điện xà độn thuật có ghi lại có thể dùng thiên lạn thần quả hoặc là vạn lôi thần tinh hoặc là hỗn độn linh dịch để tiến hành phục tùng. Thiên lạn thần quả, ở trong hỗn độn có vô số tinh thần giống như Thái Dương Tinh vậy, bên trên có hỏa diễm vô tận, cũng có một ít đại thụ sinh trưởng trên các ngôi sao. Kỳ thực bên trên Thái Âm Tinh cũng có một gốc đại thụ, mà loại thần thụ này tên là thiên lạn thần thụ, là một loại cây thần kỳ nhất mà cửu phương hỗn độn quốc biết được. Thiên lạn thần thụ thời điểm sinh trưởng, lúc sinh trưởng đến cực hạn sẽ bắt đầu héo rũ hư thối, sau khi hoàn toàn héo rũ hư thối sẽ lại một lần nữa sinh ra cây nhỏ, lại lần nữa sinh trưởng trở nên càng cao hơn, về sau lại một lần nữa héo rũ hư thối. Mỗi một lần héo rũ hư thối, lần sinh trưởng tiếp theo sẽ càng cao hơn, lại tràn ngập sức mạnh to lớn vô tận. Cuối cùng sau khi héo rũ 1000 lần thì gốc cây đại thụ này sẽ đạt tới cực hạn,
bên trên thần thụ này sẽ kết xuất ra trái cây. Loại trái cây này gọi là thiên lạn thần quả. Trái cây này muốn thai nghén sinh ra cũng cần thời gian một hỗn độn kỷ nguyên. Sau khi thành thụ thì sẽ lập tức rơi xuống. Một khi rơi xuống, đụng phải vật không phải là hỗn độn chi vật thì sẽ hóa thành tro bụi, cho nên phải sớm chờ đợi ở chỗ kia để tiếp trái cây. Sau khi trái cây thành thục, thiên lạn thần thụ sẽ lại một lần nữa héo rũ hư thối, bắt đầu mở ra một vòng luân hồi mới. Thiên lạn thần quả có uy năng thần kỳ vô tận. Ở trong cửu phương hỗn độn quốc cũng được ba vị tồn tại thế giới cảnh như cửu phương quốc chủ chiếm đoạt. Còn vạn lôi thần tinh so với thiên lạn thần quả lại càng hiếm thấy. Trong hỗn độn vô tận sẽ ngẫu nhiên xuất hiện lôi điện chi hải. Có một lượng lớn lôi điện tụ tập vào một chỗ. Trong đó sẽ xuất hiện lôi hải chi xà có uy lực cực lớn. Thứ này cùng một cấp độ với Thái Dương Kim Diễm. Nếu như lôi điện chi xà có được linh tính thì sẽ sinh ra chín sừng, được gọi là cửu sắc điện xà. Cũng chỉ có cửu sắc điện xà có linh tính thì mới có thể bị phục tùng. Nếu như lôi điện chi hải đủ rộng lớn, cửu sắc điện xà đủ nhiều, có lẽ sẽ ngưng kết ra thành từng khỏa vạn lôi thần tinh, mà cửu sắc điện xà này thích vần quanh vạn lôi thần tinh nhất. Chỉ cần dùng một khỏa vạn lôi thần tinh thì cũng có thể phục tùng được cửu sắc điện xà. Đáng tiếc hỗn độn vô tận rất là rộng lớn, ngẫu nhiên mới có thể phát hiện ra được một chỗ lôi điện chi hải, mà lôi điện chi hải ẩn chứa vạn lôi thần tinh lại càng hiếm thấy. Một khi bị phát hiện thì sẽ lập tức bị đám người đại năng giả nghĩ biện pháp mà bắt đi. Hỗn độn linh dịch thì càng thêm thần kỳ, chính là thứ mở đại thế giới rộng lớn, dùng đại thế giới làm căn cơ để bố trí đại trận, sau đó lại trích từ trong hỗn độn ra. Một hỗn độn kỷ nguyên mới có thể trích ra được 6 bình hỗn độn linh dịch, mà hỗn độn linh dịch lại không có được bất luận thuộc tính gì, trên nhiều khía cạnh đều có được tác dụng đặc thù. Dù sao hỗn độn có thể diễn biến vạn vật, hỗn độn linh dịch này cũng có thể dùng để phục tùng kiểu giác điện xà. Muốn làm cho một đầu kiểu giác điện xà phục tùng, bình thường cần 9 khỏa thiên lạn thần quả, hoặc là một khỏa vạn lôi thần tinh, hoặc 6 bình hỗn độn linh dịch. Thiên lạn thần quả và vạn lôi thần tinh ở trong tam giới cũng chưa từng nghe nói qua, bất quá ta lại có hỗn độn linh dịch. Kỷ Linh suy tư một lát. Bất kể là cải tạo thần thể hay là phục tùng thì đều cần kiểu giác điện xà, mà ở trong tam giới lại có kiểu giác điện xà. Phải đi bái kiến lôi thần thiên tôn thôi. Kỷ Linh thầm nghĩ, ở trong tam giới có một vị đại năng giả có thể khống chế cửu sắc điện xà là lôi thần thiên tôn. Đây là một vị đại năng giả thực lực rất cường đại, ẩn cư tiềm tu rất lâu, hạo kiếp ở trong tam giới hắn cũng rất ít khi nhúng tay vào. Kỳ thực loại đại năng giả tiềm tu này cũng có rất nhiều, bọn hắn đều đang tiềm tu lặng lẽ chuẩn bị bộc phát ra thực lực ở trong hạo kiếp cuối cùng, đánh tan trận doanh của đối phương. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 131 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 132.